Xin chào bạn nha. Hôm nay tôi review cho các bạn là ngày thứ 30 của công trình thi công nội thất nhà hàng. Ở đây chúng tôi đã hoàn thành những cái hạng mục cơ bản phần thô như là xây dựng cái vách ngăn, hệ thống vách ngăn, những cái mảng trang trí ở tường bằng gỗ cổ, bằng gạch ốp. Đây là gạch ốp lát này, ốp này là kích thước của viên gạch là 100 x 400. Trong ống gió, hệ thống hút mùi của nhà hàng cũng đã xong, đang lắp đặt hệ thống đèn trang trí. Đây là những cái đèn trang trí tôi thiết kế từ những cái hộp sắt phối hợp với dây xích. Đây là dây xích này, đó, sơn tĩnh điện, sơn tĩnh điện gắn với những cái đèn downlight nhỏ, tạo ra những cái đề co vừa đẹp mà vừa dễ thi công cũng như là giá thành hợp lý. Đây là các bạn có thể nhìn thấy trên trần, tôi đã sơn trần màu đen xám, màu đen mờ, sơn đu lắc lau chùi. Sơn này nó có một cái độ mịn rất là cao, nhìn nó rất là đẹp, dù chỉ là màu đen thôi nhưng nhìn rất là đẹp. Còn ở đây là cái vành xe, cái vành xe đạp cũ tôi đã tận dụng lại để co trang trí những cái vách ngăn này. Các bạn có thể nhìn thấy tôi đang lắp cái vành xe ở đây. Lần này là chơi kiểu ấy à? Không xuyên như lần trước à? Không bắn vít xuyên như lần trước đúng không? Cái này xong mình lấy sơn màu đen, lấy sơn màu đỏ mình chấm vào được thì nó được đẹp. Đây là cái gỗ cổ này, các bạn có nhìn thấy cái gỗ này rất là đẹp, thực sự rất là đẹp, mang dấu ấn của thời gian, cái màu của thời gian. Tôi rất là thích cái gỗ này, gỗ này cực kỳ khó tìm, khó kiếm. Bây giờ tôi sẽ đưa các bạn xuống tầng 1. Hiện tại tôi đang ở tầng 2. À đây, thăm cái vệ sinh một chút. Xong rồi em, xong vệ sinh này. Lau lại liền à? Kích thước là dưới tầng 1. Ở đây chúng tôi có hệ thống thang hàng đã chuẩn bị dây để lắp đặt rồi. Các bạn có thể nhìn thấy đây là hệ thống vách kính đang hoàn thiện, đang lắp đặt. Đặt cần những hoàn thiện, bây giờ chỉ có đi keo thôi. Tầng 1. Đây là mảng decor rất là đẹp.
ấn tượng, kết hợp giữa gạch màu trắng với những gạch góc bê tông, gạch cổ. Đây là một cái góc ở tầng 1, không gian tầng 1. Đây chính là cái gạch bê tông block này. Gạch bê tông này là chúng tôi tự sản xuất, tự đi ra sản xuất. Bây giờ ra phía ngoài mặt tiền. Tiền là đang dần đi vào hoàn thiện. Tivi lên tivi ông phải mặc áo ở trong cả trần như kia nói lên tivi. Okay, xin chào bạn nhé. Hôm sau tôi khi mà công trình nào đi vào hoàn thiện toàn bộ, tôi sẽ làm một cái video review. Cảm ơn các bạn.